cách thoát hiểm khi ô tô bị chìm xuống nước. Để sống sót trong những tình huống nguy hiểm, bạn cần biết chắc chắn mình phải làm gì trước tiên. Trước khi xe chìm hẳn xuống nước, bạn chỉ có vài giây quý giá để hành động. Có hai bước quan trọng cần phải làm trong tình huống không may này. Thứ nhất, ngay sau khi xe tiếp xúc với nước, hãy tháo dây an toàn và mở cửa sổ của xe nhanh nhất có thể. Ngay sau đó, hãy thoát khỏi xe thông qua phần cửa sổ vừa được mở trước khi chiếc xe bị ngập nước hoàn toàn. Đây là một cách thoát hiểm cơ bản nếu không gặp phải những vấn đề ngoài ý muốn. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có khoảng 1 phút để hoàn thành hai bước nêu trên trước khi chiếc xe bị chìm hoàn toàn dưới nước. Đừng lãng phí thời gian vào việc mở cửa chính. Điều này không hề đơn giản vì áp lực của dòng nước sẽ ép chặt cửa từ bên ngoài. Hãy ghi nhớ trình tự sau: tháo dây an toàn, hạ cửa sổ và trèo ra khỏi xe. Đó là cơ hội sống sót duy nhất của bạn trong trường hợp xe bị chìm xuống nước. Hệ thống điện trên ô tô vẫn hoạt động trong ít nhất 10 phút sau khi xe bị chìm xuống nước. Do vậy, nếu xe của bạn được trang bị cửa sổ chỉnh điện thì bạn vẫn có thể thoát khỏi xe. Còn bây giờ là một số sự cố mà bạn có thể gặp phải. Trong trường hợp bạn không mở được cửa sổ thì hãy đập vỡ nó càng nhanh càng tốt. Nhưng đừng nghĩ đến việc đập kính chắn gió vì thiết bị này được làm từ một loại kính đặc biệt có khả năng chống các va chạm mạnh. Hãy trang bị sẵn trên xe một chiếc búa chuyên dụng để sử dụng khi cần thiết. Nếu không có, bạn hãy dùng các vật nặng có đầu nhọn để đập kính cửa như búa, cờ lê, tuốc nơ vít, thậm chí cả giày cao gót hoặc khuỷu tay. Nếu trong xe của bạn có trẻ em thì hãy nhớ phải giải cứu các em trước tiên. Trên thực tế, các chuyên gia đưa ra lời khuyên như sau: đầu tiên là tháo dây an toàn của bạn, sau đó hạ thấp cửa sổ, chỉ sau khi cửa sổ được mở bạn mới được giúp đỡ trẻ thoát ra ngoài. Trong trường hợp chỉ có một đứa trẻ thì hãy tháo dây an toàn cho trẻ và đẩy trẻ ra phía trước của bạn. Nếu có nhiều trẻ nhỏ trên xe thì hãy giúp đỡ từng em một, từ lớn đến nhỏ. Sau khi đưa hết được trẻ ra khỏi xe thì bạn cũng nhanh chóng rời khỏi xe. Phải đưa những trẻ lớn ra trước bởi vì chúng có thể giúp đỡ các em nhỏ tuổi hơn. Làm theo cách đó, tất cả mọi người đều sẽ được an toàn. Trong trường hợp bạn không thể đập vỡ được cửa kính để thoát ra ngoài thì hãy đợi cho đến khi chiếc xe bị ngập nước hoàn toàn, sau đó hãy mở cửa xe. Điều này có vẻ điên rồ và đáng sợ, nhưng sẽ phát huy tác dụng. Trong thời gian chờ đợi, áp suất bên trong và bên ngoài sẽ được cân bằng. Các chuyên gia khuyên rằng bạn nên giữ chặt tay nắm cửa trong lúc nước từ từ ngập vào toàn bộ xe. Khi áp suất bên trong và ngoài cân bằng, hãy hít thở thật sâu và bơi ra ngoài. Hãy nhớ rằng việc mở được cửa xe sẽ không dễ dàng, nên hãy sẵn sàng dùng chân để đẩy ra nếu cần thiết. Sau đó, hãy bơi theo hướng của bọt không khí để ngoi lên mặt nước. Sau khi thoát khỏi xe, bạn sẽ dễ dàng bị mất phương hướng bởi vì khu vực nước xung quanh chiếc xe bị chìm đã bị vẩn đục nên rất khó quan sát. Cũng có thể là do bạn quá sợ hãi hoặc lo lắng, do vậy hãy bơi theo hướng của bọt không khí để nổi lên mặt nước. Chúng tôi xin nhắc lại hai bước giúp bạn thoát hiểm khi xe bị chìm xuống nước, đó là: ngay sau khi xe tiếp xúc với nước, hãy tháo dây an toàn, mở hoặc phá vỡ cửa sổ và thoát ra ngoài nhanh nhất có thể.